Thưa quý khán giả, thưa các đồng chí, vậy là tới thời gian này, các chiến sĩ mới đã trải qua tháng đầu tiên trong quân ngũ. Mỗi người một miền quê, mỗi người đều có những mong muốn khi bước chân vào quân ngũ. Và trong tháng 3 vừa qua, phóng viên chương trình Biển đảo Tổ quốc đã tới một số đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của vùng 1 Hải quân để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của những thanh niên trẻ lần đầu sống trong quân ngũ. Một ngày của các chiến sĩ mới Hải quân sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự sau. Tháng 3 năm 2019, ngày thứ 20 trong quân ngũ. Hôm nay, theo kế hoạch, tôi đảm nhiệm huấn luyện các đồng chí bài 1 bắn mục tiêu hoạt hiện ban ngày. Tiếp tục là một buổi huấn luyện bắn súng AK cho các chiến sĩ mới, đại đội 4, tiểu đoàn 471, lữ đoàn hải quân đánh bộ 147. Về tổ chức pháp, sơ đồ tranh vẽ. Năm nay là năm thứ 6. Đại úy Lê Quốc Huy nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới với vai trò đại đội trưởng. 6 năm, khoảng thời gian đủ dài để anh tích lũy cho mình những kinh nghiệm quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Diễn ra ở không gian hạn chế. Huấn luyện chiến sĩ mới là lực lượng mới, do vậy là huấn luyện theo phương châm là cơ bản, thiết thực, vững chắc. Chúng ta phải huấn luyện từ cái đơn giản đến cái phức tạp, qua hướng dẫn và qua luyện tập và qua kiểm tra, kịp thời là rút kinh nghiệm và thống nhất về cái nội dung để kết quả huấn luyện là được tốt hơn. Cái quan trọng nhất là bảo đảm an toàn. Chiến sĩ mới thì đó là thanh niên thì khắp các địa phương cả nước về đây nhập ngũ thì mỗi người một tính. Quá trình huấn luyện rèn luyện cán bộ là phải hết sức phải là kiên nhẫn, kiên trì, uốn nắn bộ đội từ từ. Nơi anh đến là biển xa. Nơi anh tới ngoài đảo xa. Ở đại đội 4 có hai nhân vật đặc biệt. Anh em chiến sĩ gọi vui là hai nghệ sĩ nổi tiếng. Đấy là Sơn và Đại. Cả hai từng là ca sĩ cộng tác với đoàn văn công quân chủng Hải quân. Nhập ngũ lần này với cả hai đều không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc. Những ngày tháng hoạt động trong đoàn văn công, họ đã được hát, được biểu diễn phục vụ bộ đội trên khắp các vùng biển đảo. Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ đã nuôi dưỡng trong mỗi người khao khát ngày một lớn dần, trở thành bộ đội, trở thành một người lính thực thụ. Mục tiêu là muốn được phấn đấu trở thành một người quân nhân, một người chiến sĩ hải quân và được phục vụ trong quân đội lâu dài thì em đã tình nguyện đăng ký viết đơn xin nhập ngũ năm 2019 vừa rồi. Trước khi nhập ngũ thì em chưa hình dung được là trong môi trường quân đội khi mà huấn luyện thì mình sẽ như thế nào. Những ngày đầu bước chân vào đơn vị để huấn luyện thì cũng có nhiều cái bỡ ngỡ khiến cho mình lạ lẫm, nhiều vất vả, nhiều sự thử thách mà ở ngoài em chưa từng trải qua. Ví dụ như cách học bắn súng, ném lựu đạn, cách tra kíp mìn nổ. Thời gian đầu thì thực sự vào đây thì cũng nhớ gia đình, buồn. Nhưng mà dần dần thì quen. Anh em đồng chí trong đây sống rất là vui vẻ, hòa đồng với nhau, đoàn kết. Nên là em thấy môi trường trong quân đội là đối với em, thực sự em rất thích. Những ngày đầu trong quân ngũ đã là một cuộc sống khác, đầy những thử thách với những thanh niên trẻ. Rồi ngày qua ngày, mọi thứ sẽ dần quen. Những chiến sĩ mới như Đại, như Sơn đã tìm thấy điều tuyệt vời mà cuộc sống trong quân ngũ đem lại cho mình. Cùng chia sẻ cuộc sống trong quân ngũ, những người lính trẻ cũng học cách đoàn kết, sát cánh bên nhau, vượt qua những vất vả, thử thách trong học tập rèn luyện. Tạo điều kiện huấn luyện tốt nhất cho chiến sĩ mới, đó cũng là nỗ lực không ngừng của chỉ huy lữ đoàn, của những cán bộ trực tiếp huấn luyện.
Do thao trường thì chật hẹp quân số đông nên xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, chúng tôi xác định là xoay vòng xen kẽ để các đơn vị huấn luyện được hết các nội dung, để bộ đội thực hành đầy đủ các nội dung từ đơn giản đến phức tạp để nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Quá trình huấn luyện phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong thực hiện 3 tiếng nổ. Hôm nay tiếp tục là một ngày huấn luyện miệt mài của các chiến sĩ mới ở tiểu đoàn 158 vùng 1 Hải quân. Thực hiện lịch huấn luyện xoay vòng để đảm bảo có thao trường bãi tập tốt nhất, Trung đội 3, Đại đội 1 sáng nay tập ngắm bắn. Ngày thứ 20 trong quân ngũ, động tác của chiến sĩ còn chưa thật chuẩn. Những cán bộ huấn luyện trực tiếp phải uốn nắn, chỉnh sửa từng động tác. Kiên trì, nhẫn nại và cả tâm lý nữa đã trở thành đức tính của những cán bộ được rèn luyện và trưởng thành trong quân đội. Các đồng chí chiến sĩ mới ấy thì quen với những cái thói quen sinh hoạt ở nhà và không có giờ giấc. Các đồng chí vào đây thì chưa quen việc đấy, và chưa quen cái chế độ đơn vị làm việc thì phải theo giờ giấc. Đến giờ đi ngủ là phải đi ngủ, đến giờ ăn là chúng ta sẽ phải ăn. Còn công việc thì hầu hết các đồng chí đều không biết làm. Nên là thứ nhất là chúng tôi cần phải hướng dẫn, và nếu mà không được thì chúng tôi sẽ vào trực tiếp làm mẫu để cho các đồng chí quen với công việc. Thứ hai là biết được cách làm. Nên là được đào tạo trong môi trường quân đội thì chúng tôi được có những cái rèn được luyện được những bản chất trầm tính hơn. Thì là đối với chiến sĩ mới thì quan điểm là phải kiên trì đối với chiến sĩ. Thời gian tới thì là cũng hướng các đồng chí dần dần đưa vào cái khuôn khổ quân đội thì là sẽ có những cái huấn luyện nó nhanh hơn, nhịp nhanh hơn đối với lại những cái thời gian đầu đối với đồng chí chưa bắt được nhịp đối với lại chế độ quân đội. Lúc huấn luyện là chỉ huy, hết giờ huấn luyện là người anh. Bao nhiêu chiến sĩ mới là bấy nhiêu hoàn cảnh, tính cách. Trong quân ngũ có kỷ luật, nhưng cũng là nơi xây đắp tình đoàn kết, sự quan tâm và chia sẻ. Có một số chiến sĩ thì là họ có những cái tư tưởng nhớ nhà và cũng trầm tính và ít nói. Nên là những cái đối tượng đấy thì chúng tôi lại cần phải quan tâm hơn. Và những cái giờ nghỉ chúng tôi ngồi, anh em ngồi nói chuyện, câu trò để các đồng chí dễ được cái bộc lộ được cái tâm tư tình cảm của các đồng chí. Hiện nay có thể khẳng định rằng là 100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã yên tâm tư tưởng công tác, gắn bó, tích cực tham gia huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị. Ban đầu thì lúc mới vào thì là còn rất nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với lại cái nề nếp với lại giờ giấc sinh hoạt của đơn vị. Nhưng mà sau 20 ngày thì cũng được các chú, các bác, các đồng chí chỉ huy với lại các anh đàn anh đi trước chỉ bảo thì chúng em cũng dần dần thích nghi được với môi trường trong quân đội và cái kỷ luật của quân đội được. Bây giờ thì bạn đã có được một cái người bạn thân ở trong đơn vị chưa? Dạ, đến thời điểm này thì hiện tại là trong tiểu đội thì là thân nhất, là em thân nhất với lại bạn Lương Hoàng Minh. Đâu, bạn đến đâu nhỉ? Dạ, bạn ấy ngồi bên cạnh em đấy. Thường thì Minh và Duy hay chia sẻ với nhau những cái điều gì? Về gia đình và những thói quen và những sở thích của từng người. Bản thân mình có thấy là cái cuộc sống trong quân ngũ nó có khác gì so với cái hình dung ban đầu mà bạn tưởng tượng? Trước vào đây thì cũng thói quen sinh hoạt thì cũng chưa, giờ giấc thì cũng ở nhà thì ngủ lướng, còn vào đây thì theo giờ giấc. Cái đấy là hơi khó khăn khi mình làm quen đúng không? Dạ vâng. Đối với em thì là bản thân em thì từ bé đến giờ là em rất yêu bộ đội, đặc biệt là hải quân, cho nên là khi được vào quân ngũ thì em thấy tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Cảm xúc hạnh phúc ấy của Duy hóa ra lại chẳng hề khó hiểu. Ước mơ một ngày làm chiến sĩ hải quân cuối cùng cũng trở thành sự thật. Bé thì em hay xem phim, em thấy các anh, các chú bộ đội với lại công an thì em rất là thích. Đặc biệt là em thì là con của người con của Hải Phòng, cho nên là miền biển, cho nên là em đặc biệt là em rất yêu thích biển. Nên là bộ đội thì em chỉ yêu thích mỗi hải quân thôi. Ở nhà có chú đó, chú cũng làm bộ đội, nên là chú, nhưng mà chú là một người rất là giản dị với lại liêm khiết, cho nên là em rất thần tượng chú. Từ đấy mà thôi thúc của em là nuôi dưỡng cái ước mơ được vào bộ đội. Khi ra trường thì em đã đi làm được khoảng 2 năm rồi, thì công việc thì em làm cũng rất là nhiều, chủ yếu là về tổ chức sự kiện với lại về kinh doanh thôi. Em đi làm nhưng mà em cũng nhìn thấy người bộ đội đi ngoài đường này em thích lắm. Em vẫn mang trong mình cái tình yêu của bộ đội, cho nên là em vẫn mong muốn là một ngày nào đó có thể là được vào trong quân đội. Thì đến năm 2018 vừa rồi ấy, thì là
phường, ban quản lý quân sự phường ấy, thì là có gọi đi để khám nghĩa vụ quân sự. Thì em đã khám và trúng tuyển và được biết là vào vùng một hải quân nên là em rất là vui mừng. Thì sau đây tôi sẽ duy trì các ông chí trên một tài chuyên tập thể. Các ông chí ơi nhắc kêu ạ. Với Duy, mọi điều trong quân ngũ đều tuyệt vời là vì thế. Bất chấp ngày ngày, mọi khung giờ đã được quy định, đã được lập kế hoạch, không thể thay đổi, không được làm khác. Một cuộc sống mà Duy và đồng đội của mình trước đây đều chưa từng trải nghiệm. Hàng ngày thì là báo thức lúc 5:30. Sau khi báo thức xong thì chúng em xếp hàng xuống dưới sân để tập thể dục hoặc là chạy bộ. Tập luyện thì từ 7 giờ đến 11:30. Sau khi tập luyện xong thì tất cả là sẽ về phòng ở và thay quần áo để chuẩn bị đi ăn trưa. Cơm rất là ngon ạ. Ăn trưa xong thì đến 12 giờ là bắt đầu giờ nghỉ trưa. Và giờ nghỉ trưa thì từ 12 giờ đến 13 giờ 15 là báo thức. Nửa tiếng nữa mới tới giờ báo thức buổi chiều. Nhưng các phòng ở chiến sĩ đã rộn ràng. Bởi vì là trong cái nội vụ vệ sinh của chúng em ấy là có cái gấp chăn với lại gấp màn làm sao mà cho nó vuông nhất có thể. Thì chúng em là chiến sĩ mới thì là cái tác phong với lại cái kỹ thuật gấp chăn, gấp màn của chúng em là nó chưa đảm bảo. Cho nên là chúng em bắt buộc là phải dậy sớm hơn các anh tiểu đội trưởng một chút để có thể là gấp chăn và gấp màn cho nó đảm bảo nội vụ vệ sinh. Chiều nay, Trung đội 3 tập điều lệnh đội ngũ. Đây là một trong những nội dung huấn luyện mà hầu như chiến sĩ mới nào cũng thấy khó. Phải tập đánh thẳng tay, bước chân cho đúng, cho đều. Rèn mình vào khuôn khổ, đúng là việc chẳng dễ dàng gì. Thực hiện hết nội dung huấn luyện theo kế hoạch là tới giờ thể dục thể thao. Chạy dài là môn thể thao chung, được tổ chức luyện tập thường xuyên cho chiến sĩ mới. Thể lực còn chưa thật bền bỉ, dẻo dai, nên thời gian đầu, những môn rèn sức bền cho bộ đội vẫn được ưu tiên. Chạy này có mệt không các em? Có. Không mệt à? Chạy mệt như này mỗi người sẽ ăn được khoảng bao nhiêu bát cơm? 13 bát. Trung bình em ăn một bữa bao nhiêu bát cơm? Lúc mới vào thì một bữa em ăn 4 bát. Ui giời ơi. Bây giờ em lên mấy cân? Dạ em lên 3 cân. Em lên 3 cân, thế còn em? Em lên 2 cân ạ. 2 cân. Em có lên cân không? Em lên được 2 cân. Em đồ vào 61 giờ 65. Khỏe mất khỏe. 2 3. Và hãy vui cùng những người lính trẻ, rất yêu đời và luôn mơ ước. Và tiếng khi nào buồn vui, nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta là chiến sĩ. Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời. Những buổi tối như này thì diễn ra thường xuyên. Khi mà chúng em học hát thì đồng thời là chúng em cũng giảm được cái căng thẳng mệt mỏi trong một ngày hoạt động và công tác. Thời gian tối này thì đem lại cảm giác cho chúng em rất là vui vẻ và thoải mái. Thì tất cả các đồng chí với nhau đều được hát hòa và cười nói chuyện với nhau rất là vui vẻ.
Đồng chí tên gì, đơn vị? Báo cáo đồng chí, tôi là Phạm Viết Khương Duy, chiến sĩ mới tiểu đội 10. Từ lúc đồng chí nhận báo gác đã có ai vào kho không khí chưa? Báo cáo đồng chí, không. Được, đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Rõ. Tiếp tục một ngày trong quân ngũ của những chiến sĩ mới. Mọi việc đã dần quen với những người lính trẻ. Khoảng thời gian mới, dẫu ngắn, nhưng cũng đủ để họ cảm nhận những điều mà trước đây chưa từng có. Đủ để cảm nhận tình đồng chí, đồng đội. Đủ để thấy mình đang dần trưởng thành, vững vàng hơn để thực hiện những mục tiêu cuộc đời. Mắt nhìn thẳng phía trước ạ. Anh ơi, cố lên. Đi vào đây là rất tốt. Sẽ rèn giũa được mình và sẽ dạy bảo được mình rất nhiều. Em cũng hy vọng là mình sau 2 năm mình về mình sẽ trưởng thành và lớn hơn, cứng rắn hơn. Và có rồi về rồi là sẽ là một cái chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra là huấn luyện, rèn luyện cho những người thanh niên trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, có cái giác ngộ về chính trị và có sự trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có kỷ luật tốt, có thể lực tốt và có phẩm chất, lối sống, tác phong của người quân nhân cách mạng. Chúng tôi rất mong muốn là các địa phương tuyển quân, các đồng chí làm tốt hơn nữa về việc giao nguồn cho nội dung huấn luyện. Thứ hai là cũng mong thủ trưởng cơ quan cấp trên, các đồng chí tạo điều kiện cho đơn vị về cái điều kiện thao trường, bãi tập để chúng tôi làm cơ sở để tổ chức huấn luyện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả ở phía trước, cũng sẽ là những thử thách sẽ ngày một lớn dần lên. Nhưng với tinh thần này của những chiến sĩ trẻ, chắc chắn rằng mỗi ngày trong quân ngũ sẽ tiếp tục là những ngày đầy ý nghĩa. Chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.